Cháu tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, 9 tuổi, học lớp 4 của trường tiểu học Lê Văn Tám. Hiện tại con đang sống cùng với anh Lợi và anh Chuột. Con tên là Nguyễn Văn Danh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trường trung học phổ thông Nguyễn Đường Tụ. Anh trai tên Nguyễn Văn Lợi, 17 tuổi, sinh hai nghỉ học đi Lâm Thủy. Mẹ mất do đột quỵ, bố con mất là do bị bệnh. Mẹ mất năm 2022, bố mất năm 2023. Sau khi bố mất thì anh hai quyết định nghỉ học và nhưng việc học là do con và em Ngân. Con rất là thích đi học vì đi học có nhiều kiến thức và sau này con có được công việc tốt. Anh hai con đi làm thì cũng xa, làm ở bên Phú Yên khoảng 2-3 ngày đến một tuần gì đó thì anh về một lần. Người ta có việc gì người ta kêu như trông sẵn rồi bứt cỏ, ngày mưa thì phải ở nhà không đi làm được. Nhưng lúc không đi học thì con và em gái thường đi phụ giúp hàng xóm để kiếm thêm thu nhập, công việc như cắt cỏ cho bò, đặt cỏ dừa lên cây cao su rồi đi phát cỏ. Con thấy công việc này cũng không vất vả cho lắm, tuy thu nhập cũng không cao nhưng giúp con và em gái có thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho việc học. Mà con thấy thương em gái vì con nhỏ mà biết phụ giúp gia đình. Bản thân tôi là cũng làm bên cái công tác từ thiện, gia đình hoàn cảnh của các cháu là gặp hoạn nạn như thế thì chúng tôi cũng vào vận động, rồi nói chung là cũng tìm mọi cách, rồi cùng các ban ngành địa phương ở đây là kết nối các cái nhà hảo tâm để mà hỗ trợ cho các cháu, cũng kết nối với bên thương binh xã hội của xã làm cái chế độ trẻ mồ côi á, tháng là 750. Cũng mong sao mà cháu Danh và cháu Ngân cố gắng học hành cho thật tốt, vượt qua cái khó khăn này để mà tiến tới cái tương lai của mình. Mỗi lần đi học về thì con thường làm những việc mà con có thể làm. Mình là quét nhà, rửa bát, nấu cơm. Trong nhà con thì có bốn miếng gỗ lớn. Trước đây mẹ chưa mất thì mẹ cũng có ý đi là vay mượn rồi xây một căn nhà trại và để mùa mưa về là không bị dột. Nhưng mà mẹ chưa kịp xây nhà thì mẹ mất. Nhà con mưa dột rất là nhiều. Mỗi lần mưa ướt thì con sẽ phải lau. Nhà con thì hiện tại không có nhà vệ sinh. Mỗi lần mà con muốn đi thì con phải lên nhà ngoài. Ông ba con thì cũng ngoài 70 rồi, không đi làm nhiều cho làm gì, có trồng rau rồi nếu có dư thì đem đi bán. Có gì ăn thì ông ba cũng đưa sang cho bọn con ăn, rồi bữa nào ông ba không có thì bọn con tự đi hải đảo ăn. Bọn con cũng có một mảnh vườn nhỏ hơn một sao, giờ thì cũng cho người ta mượn năm đầu tiên nên là cũng chưa có thu nhập gì về khu vườn này. Hai anh rất là yêu thương ba đông bà con. Mỗi lần thắp nhang cho bố mẹ, con cầu nguyện ba anh em khỏe mạnh và được đi học. Con rất là nhớ những bữa cơm gia đình cùng bố mẹ, những lần đâu bố mẹ chơi chơi. Chúng bây giờ thì không thể. Mỗi lúc mà con nằm một mình, con thường hãy nhớ về bố mẹ rồi khóc. Con vẫn nuối tiếc về việc chưa chụp một bức ảnh của cả gia đình mình gồm bố mẹ và ba anh em. Lên mang nhớ bố mẹ, con thương nhìn lên trời mà con cảm thấy bố mẹ đang nhìn mình, mà mỉm cười với mình. Con muốn làm giáo viên để giúp các em học sinh đến ngôi. Hiện tại con muốn học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.
ông bà và bố mẹ. Mới của con được làm bên lĩnh vực công nghệ thông tin ạ. Từ lớp 10 mà đến ra ngành nghề thì cũng là một con đường rất là xa. Nếu có khó khăn gì thì con quyết tâm vượt qua. Hai người em thôi hai nhiều lắm. Em muốn là sẽ học rồi phải chăm ngoan. Để mà không vui lòng hai anh.